Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5+2 các bạn nhé. 7 chỗ ngồi các bạn, đăng ký là 7 chỗ ngồi nhưng nó là 5+2. Đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Honda CR-V. CR-V có phiên bản L và phiên bản G, thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý bạn là phiên bản L các bạn nhé. CR-V L phiên bản 1.5 turbo sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là nhập về cuối năm 2018, đăng ký năm 2019 các bạn nha. Và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 5 vạn km rồi, tất cả là còn nguyên bản này, nguyên bản từ dàn lốp của xe các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản. Và nguyên bản chúng tôi vừa mới mua về, chúng tôi còn chưa có dọn, chưa có rửa xe đâu, tôi đem nó tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 790 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản L này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản L 2019 này, model 2019 này các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda CR-V phiên bản L 2019 lăn bánh hơn 5 vạn km này các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 790 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản L 1.5 Turbo 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.